Chương trình này được bảo trợ bởi Tổ học luật sư Lên Đan Anh Ly 1800-848-9145 Gọi ngay Mango Tours 866 để có vé máy bay giá ưu đại đến Việt Nam Công ty chuyển tiền Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy 888-880-8345 Asoka Tiểu Đường, dầu gội nhuộm Nhật Bản, bảo thi shop 714-230-5591. Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714-989-9911 hay vào website cá nướng da giòn.com. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần 2 của chương trình Cà phê sáng của Leader Sài Gòn TV. Ở trước phần quảng cáo thì Ngọc Lan đang nói đến việc là có những cái căn nhà <laughs> xin lỗi ở những cái góc đường mà nơi đó hay bị những cái chiếc xe nó lọt vào hay là chạy ngang nó tông vào. Đó là những cái không biết là cái vị trí ngôi nhà đó hay là tại những cái khúc đường đó nó khó nó có những cái chỗ quẹo hay là người ta chạy tài xế đến đó nó mình hay dùng cái chữ dân gian gọi là có huông á cứ đến đó là cứ, cứ bị lọt vô thì nhà cô này ở ngay ở chỗ là ở san Bernardino, ở cái đường kendall uh, uh, cry cô nói là lần thứ tư trong vòng là mấy mươi năm cô ở đó mà xem là nó lọt ở đây là không phải tông vô mà nó lọt từ ở phía trên dốc nó lọt xuống dưới mà cứ nghe cái rầm như vậy thì riết rồi không dám để cho những đứa nhỏ nó chơi ở ngoài sân đó nữa bởi vì quá là nguy hiểm. Mặc dù là nhân viên người ta đã để ở những cái bảng ở phía trên là đến đó tốc độ chạy phải như thế nào, giảm và tốc độ vân vân. Thành ra là cứ mỗi một cái năm á, người ta hay làm những cái thống kê ở uh, tài xế chạy xe ở những cái khúc đường nào, những cái con đường nào uh, hay gây ra tai nạn vân vân để cho nhân viên công tránh nhiều khi người ta phải nhìn cái đó để làm sao để biết được là cái đường đó nó có cái gì đặc biệt hay không, người ta cần phải sửa chữa như thế nào. Quanh ở cái khu vực Little gòn này của chúng ta cũng thấy cũng có những cái chỗ mà thấy đi ngang có những cái nhà lạ lắm, cái hàng rào của họ cứ bị xe tông vô hoài. Uh, Ngọc Lan nhớ một cái căn nhà quý vị nếu mà có đi ngang sẽ thấy ở trên đường đình và cái kéo góc đường Busha. Cũng vậy, có một cái nhà trước đây cái ngay cái cua đường á, họ để đó là hàng rào, mới đầu là hàng rào cây mà cứ bị cứ đi qua đi lại là thấy thế nào cũng có bị sập vô bị sập vô cây lên sau đó thì họ dựng lên giống như là những cái cột xi măng thì cũng thấy cũng bị tông cái cục xi măng rồi sau cũng nhiều năm bây giờ họ xây giống như là một cái bức tường bằng 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 xi măng vậy đó họ sơn trắng luôn thì thấy là lâu rồi hình như là cái màu trắng đó rồi thành ra là tài xế chạy từ xa đó họ thấy nguyên một cái đó thì nó đỡ hơn hay là ở trên đường du click cũng vậy ngay góc đường du click với hazard cũng trước đó cũng có một cái cái căn nhà ngay góc đường đó cũng cái bức tường đó cứ bị tông tông miết cứ thấy là lâu ngày lại lại sập xuống cái họ là phải xây lại lâu ngày họ sập xuống lỗ hụt lỗ họ lại xây lại thì có những cái chỗ cái góc đường những cái cua đường mà tài xế cứ tâm vô trong đó như vậy ngọc lan có nhớ là ở đây đó thì có một cái khúc đường mà cái nhà đó cứ chừng một hai năm là mình lại nghe là có một cái xe nó lao vào trong cái khu nhà apartment đó đó là cái góc mà chỗ Freeway 22 và đường Haster ở đó ngay cái lối ra khỏi xa lộ 22 mà xuống đường Haster thì khi mà mình đi từ xa lộ mình đi xuống vậy nè ừ. thì đó có đèn xanh đèn đỏ và bên kia đường á thì lại là cái khu apartment yeah. đó nhiều khi có những cái xe mà khi mà xuống đó một cái đạp thắng không đạp kịp hay là vì lý do nào đó mất thắng mất phanh đó là đi thẳng qua bên kia đường và tông vô cái dãy apartment nó liền. Đó cho nên đó có những cái gọi là, là cung đường nguy hiểm là vậy. Có những cái con đường khi mà mình đi ra khỏi cái xa lộ đó, mình đi ra khỏi cái lộ mình đi theo cái đường vòng tròn mà xuống một cái đó thì gặp ngay đầu đó là đèn xanh đèn đỏ. Và nếu chúng ta không đạp phanh kịp đó thì dĩ nhiên là sẽ lao qua bên kia đường và sẽ là có những ngôi nhà ở bên kia đường. À, nếu mà có những ngôi nhà xây ở bên đó thì đó là những cái nhà mà nguy hiểm nhất là lối ra khỏi xa lộ đó. À, thì tôi thấy là lâu lâu thì tôi thấy là có một cái đăng lên một cái báo trên báo chí đăng là ngôi nhà ở đường Haster chỗ lối ra 22 bị uh, xe lao thẳng vào trong nhà là là đó là cái nơi mà hay bị nhất. Rồi bây giờ nói chuyện về nhà cửa luôn thì tôi có có một cái cuộc thăm dò mới đây thì tại sao người dân ở vùng Vịnh lại muốn dọn nhà đi ra khỏi vùng Vịnh nhiều đến như vậy. Một cuộc thăm dò mới đây mà thăm dò này là thăm dò cả hai phía luôn cả những người không có nhà họ đang mướn nhà để ở vùng vịnh, Vịnh San Francisco đó các vị. Và những người chủ nhà đã ở đây bao nhiêu đời rồi, đều mong muốn rằng là có một ngày nào đó đẹp trời họ sẽ dọn ra khỏi thành phố với nhiều lý do lắm. Một trong những lý do chính mà xảy ra mà cái người họ báo trên báo họ đăng là cuộc à, à, di cư, <laughs> cuộc di cư của những người đã sống ở vùng vịnh biết từ bao nhiêu đời cho đến nay đều là mong muốn họ dọn đây là tại vì thứ nhất là giá cả không còn hợp lý nữa khi mà sống ở đây vật giá leo thang là cái mà người ta nói rằng là đồng lương hồi xưa mình chỉ lấy một phần ba ra là mình trả đủ tiền nhà bây giờ hai phần ba tiền lương để trả vô tiền nhà cũng không đủ nữa thì làm sao mà sống lâu dài ở đây được Họ phỏng vấn uh, 1.770 mấy gia đình mà những người này là những người chủ nhà nha. Họ đã ở đây một đời, hai đời rồi nữa. Rồi con cháu họ cũng ở đây. Thì những người này đều cho biết rằng là cái chi phí bây giờ nó rất cao để mà sinh hoạt, để mà sống ở cái khu vực Bùng vinh Thứ hai nữa là cái vấn đề về uh, sự an toàn. Họ nói rằng là thành phố đã không còn... Uh, Chú ý đến sự an toàn của người dân ở đây nữa và cái thứ ba là cái vấn đề mỗi ngày khi đi ra đường họ phải đi ngang qua những cái khu lều cắm trại của những người homeless nhiều quá đến mức mà họ nói rằng là hồi trước phải tới những cái nơi nào mà những người homeless, những người vô gia cư họ sống tập trung ở đó đó thì mình mới thấy. Còn bây giờ cứ đi ra đường là trên đường đi làm là thấy cũng đi qua đi ngang qua vài khu đường như vậy rồi cho nên họ không còn cảm thấy đây là cái nơi yên bình để sống nữa. À, một cuộc phỏng vấn tôi thấy rằng là mặc dù như vậy nhưng mà cũng có những người người ta lại muốn là dọn đến vùng vịnh để ở. Khi mà làm cái phỏng vấn thì đa số họ thấy là những người Hispanic là những người uh, người gốc Mỹ Tây Cơ đó, những người gốc uh, gốc uh, Tây Ban Nha đó là những người đó hoặc là những người da màu. Thì, thì họ muốn là dọn ra khỏi vùng vịnh để tới một cái nơi nào đó sống cho nó tốt hơn đời sống nó 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 ok hơn nó an toàn hơn và chi trả nó không có nhiều như là vùng vịnh nhưng lại có những người muốn dọn tới thì đa số những người muốn dọn tới đều là những người da trắng và đều là những người có học thức và có công ăn việc làm tốt cũng như là lương cao thì họ lại muốn tới vùng vịnh để sống đó. À, à, khi phỏng vấn thì à, 53% những người chủ nhà mà ở đây lâu năm thì họ nói rằng là họ muốn dọn đi, họ tới một nơi nào đó tốt hơn để có cuộc sống nó tốt hơn và chi trả nó không có nhiều như bây giờ. À 37% những người mà đi, đang đi mướn nhà ở vùng vịnh thì họ nói rằng là họ cũng muốn dọn đi, cái số nó ít hơn, 37%. Bài báo phỏng vấn thì một bà mẹ có hai người con, bà mẹ độc thân đơn thân đó thì có hai người con 9 và 14 tuổi cho biết rằng là tôi mướn một căn apartment một căn chung cư ở vùng vịnh sống cho ba người trong đó thì nó cũng ok bà nói rằng là công việc tôi đi làm thì vẫn có thể để trả tiền nhà nhưng mà quý vị biết là ở trên vùng vịnh nha một căn chung cư một phòng mỗi tháng trả 2.800 đồng một phòng thôi ba mẹ con sống với nhau ở đó bà mẹ thì đi làm uh, dọn dẹp ở nhà hàng thì mỗi tháng cũng được uh, 3 bốn ngàn gì đó còn mấy đứa con thì cũng có uh, 9 và 14 tuổi thì cũng phụ mẹ một ít ở nhà. Có nghĩa là uh, người đứa lớn trong đứa bé rồi dọn dẹp nhà cửa này kia ở nhà rồi trong thời gian mà không có đi học đó còn đi học thì vẫn đi học bình thường. Thế nhưng bà nói rằng là với giá 2008 này tôi có thể có được cái căn apartment hai phòng ở đâu đó Santa Ana chứ không phải ở dân vùng vịnh chứ chưa trên vùng vịnh thì 2008 chỉ có một phòng thôi. À, cái cuộc phỏng vấn cũng cho biết rằng là à, vấn đề mà người ta à, gọi là à, nghĩ đến nhiều nhất khi mà tới vùng vịnh để sống hoặc là vì sao rời khỏi vùng vịnh là cái giá nhà cửa, cái giá trị của cuộc sống, thuế nữa nha, thuế là 37% số người người ta nói rằng là thuế ở đây cao hơn những nơi khác. rồi vấn đề người homeless là tới 28% cho thấy rằng là người ta lo ngại là cuộc sống nó không có an toàn khi mà có nhiều người vô gia cư sống ở trên những con đường mà họ phải đi ngang qua đi làm mỗi ngày. Rồi vấn đề chính trị politics cũng vậy nữa. Rồi vấn đề về traffic có nghĩa là về giao thông đường phố. Đường ở sân Phan thì tôi cũng biết rồi, đường nhỏ không à. Và nhiều khi phải lên dốc rồi xuống dốc này kia nữa. Nó cũng nói là họ nói rằng là nó không có nó không có bà, bà, như là ở những vùng đồng bằng đó như vậy. Thì đó là những cái tham khảo mới đây cho thấy rằng là có một làn sóng những người muốn dọn ra khỏi vùng vịnh và có những người người ta muốn dọn tới vùng vịnh để sống thì đa số những người dọn đi là lương thấp nè người da màu nè ít học thức nè và những người dọn đến để ở đó là những người có học thức đa số là người da trắng và những người có lương cao có những công việc tốt ở ngay vùng vịnh à, chúng tôi sẽ quay lại sau một ít phút thông tin thương mại bảo trợ cho cà phê xác còn người việt nam mình ở đây thì sao Đa số đều muốn dọn về Orange County để sống. <laughs>